Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin đến từ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi có thông tin Bộ Y tế gia hạn sử dụng thêm 3 tháng đối với hai lô vaccine Pfizer ngừa COVID-19, thì một số bậc phụ huynh học sinh đã bày tỏ ý kiến là không đồng thuận. Vì vậy mà Sở Y tế cũng quyết định tạm dừng một số điểm tiêm sử dụng vaccine từ hai lô vaccine này để có thể kiểm tra lại thông tin phản ánh, cũng như điều kiện cơ sở vật chất, đồng thời chờ ý kiến đến từ chỉ đạo của Bộ Y tế. Được biết, tối ngày 30 tháng 11, Sở Y tế Hà Nội đã nhận được một số ý kiến không đồng thuận tiêm chủng của phụ huynh học sinh. Vì vậy, Sở phải xin ý kiến Bộ Y tế về hai lô thuốc được gia hạn. Sau khi có ý kiến của Bộ, Sở sẽ tiếp tục thực hiện việc tiêm chủng. Được biết, thì Sở vẫn thực hiện tiêm chủng bình thường với các lô vaccine khác. Liên quan thông tin lô vaccine khác, Pfizer được phụ huynh phản ánh là hết hạn sử dụng ngày 30 tháng 11. Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, lô vaccine này còn hạn sử dụng thêm 3 tháng nữa. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cũng đã có văn bản về việc tăng hạn dùng của lô vaccine này.